xử lý môi trường chăn nuôi thì chế độ chăm sóc vật nuôi như thế nào là hợp lý nhất để vật nuôi nhanh chóng hồi phục sức khỏe, phát triển tốt thưa chuyên gia? Vâng, trong quá trình chăn nuôi để mà khống chế dịch bệnh cho vật nuôi cũng như là để cho vật nuôi sinh trưởng phát triển tốt và nâng cao cái hiệu quả trong chăn nuôi thì ngoài cái việc mà vệ sinh thú y đối với những khu vực chăn nuôi cũng như là đối với các cái dụng cụ chăn nuôi và môi trường chăn nuôi thì cái việc chăm sóc nuôi dưỡng đàn vật nuôi hết sức quan trọng. Thế về cái việc mà chăm sóc nuôi dưỡng đàn vật nuôi có tác dụng để nâng cao sức đề kháng, và khi con vật nuôi cơ thể vật nuôi mà có sức đề kháng cao thì nó có khả năng chống đỡ bệnh tật rất là cao. Và chính như vậy mà cái việc mà chăm sóc nuôi dưỡng đối với vật nuôi nó bao gồm các cái bước sau đây. Bước thứ nhất là phải thực hiện đúng và đủ vấn đề thức ăn. Thì vấn đề thức ăn ở đây là gì? Thức ăn phải đầy đủ các chất dinh dưỡng và các chất dinh dưỡng trong khẩu phần thức ăn là phải cân đủ. Thì đây là cái vấn đề thứ nhất là thức ăn phải đầy đủ các chất dinh dưỡng và các chất dinh dưỡng trong khẩu phần thức ăn là phải được cân đối. Thứ hai là phải đảm bảo cái lượng thức ăn hàng ngày cho vật nuôi, và cái lượng thức ăn hàng ngày cho vật nuôi thì cần phải thực hiện theo các cái loại vật nuôi và theo từng cái giai đoạn tuổi của vật nuôi, và có như vậy thì mới giảm những chi phí trong vấn đề thức ăn khi mà vật nuôi, và đồng thời là đảm bảo được cái kích thích sự sinh trưởng phát triển đối với vật nuôi, và đặc biệt là những cái thức ăn mà đã bị ô nhiễm hoặc là thức ăn thừa hoặc là những thức ăn mà bẩn thì bắt buộc là chúng ta phải loại bỏ những thức ăn đó đi. Đồng thời và những loại thức ăn mà nếu nghi là bị ôi mốc thì bắt buộc là chúng ta phải loại bỏ những thức ăn đó đi. Đồng thời là phải định kỳ sử dụng các cái thuốc hoặc là các chế phẩm sinh học có tác dụng để kích thích sinh trưởng và có tác dụng để điều chỉnh lại cái hệ vi sinh vật trong đường ruột và tăng cường quá trình tiêu hóa hấp thu, ví dụ như là dùng probiotic, ví dụ như là các men và các chế phẩm sinh học hoặc là các cái thảo dược tự nhiên để mà nâng cao sức đề kháng cho con vật và kích thích sinh trưởng phát triển cũng như là cân bằng hệ vi sinh vật trong đường ruột. Và đồng thời nếu có điều kiện thì bà con chúng ta cần phải sử dụng một số các cái thuốc, ví dụ như là axit hữu cơ hoặc là một số các chế phẩm sinh học khác, thì nó không những có tác dụng là để kích thích sinh trưởng phát triển mà nó còn ức chế các cái vi sinh vật trong cơ thể gia súc cũng như là diệt các cái vi sinh vật có lẫn trong